Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ của truyền hình Phát thanh Việt Nam. Hôm nay, ngày 5 tháng 1 năm 2021, bản tin có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi công siêu dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Du học sinh dương tính với SARS-CoV-2 sau khi hết thời gian cách ly. Lệ phí làm căn cước công dân gắn chip được giảm 50% từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. 10 ngày nữa, hoàn thành đánh giá quá trình chạy thử của tàu Cát Linh, Hà Đông. Tuyên truyền chống phá nhà nước, Phạm Chí Dũng bị tuyên phạt 15 năm tù. Hai nghị sĩ Dân Chủ đề nghị FBI điều tra vụ ông Trump gây sức ép với quan chức Georgia. Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, ngày mai Quốc hội Mỹ công bố kết quả. Hệ thống y tế Mỹ đối mặt với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn vì đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 1 năm 2021, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Dự án thành phần 3 do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, gọi tắt là ACV, làm chủ đầu tư. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, dự án có diện tích 5.000 ha, trong đó diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không là 2.750 ha, tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng, tương đương 16 tỷ 030 triệu đô la Mỹ, được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách trên một năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa trên một năm. Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị, bộ, ngành liên quan đã quyết liệt hoàn thành thủ tục đầu tư khởi công dự án này. Thủ tướng cũng biểu dương lãnh đạo và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tích cực đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục để bàn giao cho Bộ Giao thông Vận tải và chủ đầu tư để triển khai dự án. Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam có nhiều nỗ lực chủ động trong các công tác đầu tư xây dựng dự án. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 1, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa thông báo có một ca bệnh dương tính với COVID-19. Bệnh nhân tên là DTN, sinh năm 1999, là du học sinh vừa từ Mỹ về. Đáng chú ý, N đã rời khỏi khu cách ly tập trung ở Hà Nội trước khi có kết quả xét nghiệm lần 2. Liên quan đến sự việc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức họp khẩn để thực hiện cách ly, phong tỏa các địa điểm và truy vết trường hợp liên quan. Trong thời gian thực hiện cách ly, du học sinh này có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 1, N hết thời hạn cách ly. Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm lần thứ 3, du học sinh được người nhà từ Hạ Long lên đón về bằng ô tô. Tuy nhiên, tối cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông báo N có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi nhận thông tin từ CDC Hà Nội, CDC Quảng Ninh lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm ngay trong đêm. Đến sáng ngày 5 tháng 1, kết quả mẫu bệnh phẩm của N dương tính với SARS-CoV-2. Thưa quý vị, tại Điều 1 Thông tư số 112/2020 quy định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài chính giảm lệ phí cấp căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí nêu tại Điều 4 Thông tư số 59/2019. Cụ thể, theo Thông tư 59 quy định về mức lệ phí cấp căn cước công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân, 30.000 đồng trên một thẻ căn cước công dân. Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng, không sử dụng được, thay đổi thông tin về họ, chữ đệm và tên, đặc điểm nhận dạng, xác định lại giới tính, quê quán, có sai sót về thông tin trên thẻ, khi công dân có yêu cầu là 50.000 đồng trên một thẻ căn cước công dân. Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của luật quốc tịch Việt Nam, 70.000 đồng trên một thẻ căn cước công dân. Như vậy, lệ phí cấp căn cước công dân sẽ giảm 50% áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 1, đại diện Ban Quản lý Dự án Đường sắt cho biết, quá trình vận hành thử tàu Cát Linh Hà Đông trong 20 ngày đã cơ bản hoàn thành. Đây là dấu mốc quan trọng để dự án thực hiện các bước tiếp theo.
Liên quan đến vấn đề này, đại diện đơn vị vận hành Metro Hà Nội cho biết, sau 20 ngày vận hành thử, từ ngày 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổng thầu EPC Trung Quốc thực hiện dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã vận hành hơn 5.700 chuyến tàu an toàn với tổng số hơn 70.000 km dưới sự giám sát của các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn độc lập của Pháp, các cơ quan chức năng và hội đồng nghiệm thu nhà nước để kiểm tra những chỉ tiêu vận hành phục vụ công tác đánh giá an toàn, nghiệm thu kỹ thuật. Toàn bộ quá trình vận hành thử diễn ra theo đúng quy định đã được phê duyệt. Quy trình vận hành không xảy ra vấn đề gì đáng lo ngại. Hiện nay, Metro Hà Nội vẫn đang chờ kết quả đánh giá về dự án của các đơn vị có trách nhiệm. Trong vòng 10 ngày sẽ hoàn thành đánh giá này từ phía nhà tư vấn Pháp và các cơ quan chức năng cùng phối hợp. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Chí Dũng 15 năm tù cùng hai đồng phạm của bị cáo Dũng 11 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo truy nộp lại khoản tiền nhuận bút được xác định là tiền thu lợi bất chính, đồng thời phạt quản chế 3 năm tại địa phương đối với mỗi bị cáo sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Theo hội đồng xét xử, hành vi chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã tiếp tay cho các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, gây hoang mang trong dư luận của chúng. Đây là vụ án làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Việt Nam do ba bị cáo Phạm Chí Dũng sinh năm 1966 tại Hà Nội, cư trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Tường Thủy sinh năm 1950 tại Nam Định, cư trú tại Hà Nội, Lê Hữu Minh Tuấn sinh năm 1989 tại Đắk Lắk, cư trú tại Quảng Nam, thực hiện với mục đích tuyên truyền, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thưa quý vị, theo báo Guardian Anh cho biết, hai nghị sĩ Đảng Dân Chủ là Ted Lieu và Kathy Dries đã yêu cầu Cục Điều tra Liên bang FBI mở cuộc điều tra hình sự với Tổng thống Donald Trump về cuộc điện thoại của ông với các quan chức bầu cử bang Georgia. Trong đó, ông Trump đã có những trao đổi gây sức ép với họ, mong muốn họ giúp ông đảo ngược kết quả bầu cử tại bang này. Trong một đoạn băng ghi âm được công bố ngày 3 tháng 1, ông Trump đã nài nỉ ông Brad Raffensperger, quan chức phụ trách bầu cử cấp cao nhất của Georgia, tìm đủ số phiếu cho ông để đảo ngược kết quả. Các thông tin chấn động dư luận được tiết lộ này cũng đã sới lên tranh luận gay gắt về việc cuộc điện thoại của Tổng thống có vi phạm các đạo luật cấm can thiệp bầu cử của liên bang hay không. Hai hạ nghị sĩ Ted Lieu của bang California và Kellyanne Conway của bang New York cùng thuộc Đảng Dân Chủ trong ngày 4 tháng 1 đã yêu cầu FBI mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc này. Ông Christopher Wray cho hay là các thành viên quốc hội và cũng là cựu cố tố viên. Chúng tôi tin là ông Donald Trump đã có hành vi gạ gẫm hoặc âm mưu thực hiện một số tội về bầu cử. Chúng tôi yêu cầu ông mở cuộc điều tra hình sự ngay lập tức với Tổng thống. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 1, Quốc hội khóa mới của Mỹ sẽ nhóm họp để kiểm đếm phiếu bầu đại cử tri, qua đó xác nhận lần cuối người sẽ lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm tới. Trước đó, ngày 14 tháng 12 năm 2020, đại cử tri đoàn đã bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11 năm 2020. Theo Hiến pháp Mỹ, kết quả cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn đã được gửi tới Quốc hội, nơi lưỡng viện sẽ nhóm họp vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 với sự chủ trì của Chủ tịch Thượng viện là Phó Tổng thống Mike Pence để kiểm phiếu và công bố chính thức ai sẽ trở thành Tổng thống mới của nước Mỹ. Đây là bước thủ tục cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Hiện Đảng Cộng Hòa chỉ cần giành thêm một ghế để duy trì sự kiểm soát ở Thượng viện. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ cần thắng ở cả hai cuộc bỏ phiếu để có được sự cân bằng 50-50 cho cả hai đảng và lá phiếu quyết định khi đó được trao cho Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, người sẽ kế nhiệm Phó Tổng thống Pence là Chủ tịch Thượng viện. Nếu Đảng Dân Chủ chiếm đa số tại Thượng viện, Tổng thống đắc cử Joe Biden có thể nhanh chóng ký nhiều dự luật thành luật, cũng thực hiện các thay đổi về lập pháp, bổ nhiệm nội các, v.v. Trong khi đó, nếu Đảng Cộng hòa chiếm đa số, phần lớn chương trình nghị sự của ông Joe Biden có thể bị ngăn chặn. Thưa quý vị, mới đây, giới chức y tế Mỹ cảnh báo hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn do quá tải bệnh nhân nhập viện vì COVID-19.
Phát biểu trên truyền hình, Giám đốc Trung tâm Y tế Los Angeles, ông Brad Spellberg cho biết, nếu Mỹ xuất hiện làn sóng dịch bệnh đột biến mới, hệ thống y tế nhiều khả năng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hiện các bệnh viện ở Mỹ không thể ngăn chặn dịch bệnh mà chỉ có thể phản ứng với làn sóng lây nhiễm. Do vậy, chính quyền các bang và cộng đồng người dân cần tuân thủ các biện pháp hạn chế dịch bệnh. Theo báo cáo của Đại học Nam California, số nhân viên chăm sóc sức khỏe tại Mỹ đến nay gần như cạn kiệt khi số bệnh nhân COVID-19 nhập viện liên tục tăng ở mức kỷ lục, hơn 100.000 ca trong hơn 32 ngày liên tiếp. Đặc biệt trong bối cảnh người dân vẫn chủ quan di chuyển trong kỳ nghỉ lễ khiến số ca mắc tại Mỹ tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay của truyền hình Pháp luật Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin kỳ sau.